Nga đã khoan được gì ở Nam Cực? Vì sao họ lại dừng việc khoan lại? Rốt cuộc có gì đang ẩn giấu dưới lớp băng dày 4 km kia? Xin chào người trái đất. Chào mừng bạn đến với Nusik. Hôm nay, tôi sẽ mời bạn đi đến tận cùng của trái đất và cũng là nơi khởi đầu của điều chưa biết. Từ năm 1820, khi nhà thám hiểm người Nga Fabian Gottlieb von Bellingshausen đặt chân đến đây, ông đã nhìn thấy một bức tường băng trắng xóa kéo dài vô tận. Ông nghĩ rằng mình đã đến ranh giới cuối cùng của thế giới. Nhưng ông không biết rằng, đằng sau thế giới băng giá ấy lại ẩn chứa một điều còn bí ẩn hơn nhiều so với tận cùng trái đất mà ông thấy. Bạn có thể tưởng tượng được không? Dưới hàng trăm tỷ tấn băng ở Nam Cực là những dãy núi kéo dài hàng ngàn km. Những con cá kỳ dị trong suốt đến mức có thể nhìn thấy nội tạng bơi lượn thong đong trong làn nước lạnh âm 2 độ C. Và còn có một vùng biển mở lớn hơn cả Thụy Sĩ, trong 50 năm qua liên tục biến mất rồi lại xuất hiện, cho đến gần đây mới được các nhà khoa học giải mã bí ẩn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá những hiện tượng kỳ lạ ở Nam Cực. Mỗi một điều trong đó đều sẽ khiến bạn thay đổi cách nhìn về vùng đất băng giá này. Trước tiên, hãy bắt đầu từ hiện tượng bí ẩn nhất là vùng biển mở có thể biến mất. Người ta gọi nó là vùng biển mở Mott Rice. Hiện tượng này lần đầu được phát hiện vào năm 1974 và 1976 ở biển Weddell. Sau đó nó như đang chơi trò trốn tìm. Có khi bất ngờ xuất hiện, có khi lại biến mất trong nhiều năm liền. Ngay cả kích thước của nó cũng thay đổi đầy bí ẩn. Các nhà khoa học đã theo dõi và nghiên cứu nó hàng chục năm vẫn chưa thể hiểu rõ vì sao nó hình thành. Cho tới năm 2016 đến 2017, vùng biển mở này bất ngờ mở rộng dữ dội. Diện tích của nó vượt hơn 30.000 km², trong khi diện tích Thụy Sĩ chỉ khoảng 41.000 km², và nó tồn tại suốt nhiều tuần giữa mùa đông khắc nghiệt. Đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 1970, biển Weddell xuất hiện một vùng biển mở lớn và bền đến vậy. Cũng chính nhờ đó mà các nhà khoa học có cơ hội giải mã bí ẩn này. Muốn hiểu rõ hiện tượng ấy, trước tiên phải hiểu được đặc trưng của đại dương Nam Cực. Vào mùa hè, diện tích băng biển của Nam Cực nhỏ nhất cũng khoảng 2 triệu đến 3 triệu km². Đừng nghĩ là ít, con số đó tương đương diện tích của vài tỉnh lớn gộp lại. Đến mùa đông, băng mở rộng đến khoảng 19 triệu km², chiếm gần 4% diện tích bề mặt trái đất. Nó giống như một tấm gạch sứ khổng lồ màu trắng phủ kín đại dương. Thông thường, những vùng biển mở như vậy cũng chính là những khoảng trống xuất hiện giữa lớp băng, là do những cơn gió mạnh từ lục địa thổi ra, tách băng ra khỏi mặt biển. Nhưng vị trí của vùng biển mở Mott Rice lại vô cùng kỳ lạ. Nó không nằm gần bờ, mà nằm giữa vùng biển khơi rộng lớn, nơi hiếm khi xuất hiện những vết nứt băng như thế. Đặc biệt, trong những năm gần đây, diện tích băng biển Nam Đại Dương đang có xu hướng thu hẹp. Điều đó càng khiến các nhà khoa học bối rối, rốt cuộc điều kiện nào có thể tạo nên một vùng biển mở khổng lồ và bền bỉ đến vậy. Để giải đáp bí ẩn này, họ đã tổng hợp một lượng dữ liệu khổng lồ từ quan sát vệ tinh, các phao cảm biến trôi nổi, thậm chí còn gắn thiết bị theo dõi cho các loài động vật biển để thu thập dữ liệu, kết hợp với hồ sơ quan trắc lịch sử hàng chục năm. Và cuối cùng, họ đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Từ năm 2016 đến 2017, dòng hải lưu Weddell ở biển Weddell mạnh hơn nhiều so với bình thường. Dòng hải lưu siêu mạnh này hoạt động như một chiếc máy bơm khổng lồ, hút nước biển sâu vừa mặn vừa ấm lên mặt nước. Ngay bên dưới vùng biển mở Mott Rice chính là một dãy núi ngầm dưới biển mang tên Mott Rice. Dòng hải lưu mạnh khiến muối tích tụ xung quanh dãy núi này, kết hợp với hiệu ứng xoáy mạnh ở mặt biển đã kéo dòng nước mặn từ tầng sâu trồi lên trên. Mà nước có độ mặn cao thì điểm đóng băng thấp hơn nước biển thông thường. Chính điều này đã khiến vùng biển mở hình thành và có thể tồn tại suốt nhiều tuần liền mà không bị đóng băng lại. Đừng xem thường hiện tượng này bởi nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với khí hậu trái đất. Lượng nước muối đậm đặc hình thành trong vùng biển mở sẽ chảy xuống các đại dương khác, tựa như những dòng hải lưu vô hình ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Đây là một trong những yếu tố chủ chốt trong hệ thống khí hậu của trái đất. Nhưng sự kỳ diệu của Nam Cực không chỉ nằm trên bề mặt băng. Bên dưới lớp băng dày khoảng 3,2 km, ẩn chứa ít nhất 400 hồ nước ngầm dưới băng. Các nhà khoa học lần đầu phát hiện ra chúng vào những năm 1970 bằng công nghệ radar xuyên băng. Hiện nay, đã có bằng chứng xác nhận rằng chỉ riêng trong khu vực đã được khảo sát thôi cũng đã có hàng trăm hồ nước lỏng như vậy. Sự hình thành của chúng có liên quan chặt chẽ đến lịch sử cổ đại của Nam Cực. Cách đây hàng chục triệu năm, khi Nam Cực tách ra khỏi siêu lục địa cổ đại Gondwana, những hồ nước này đã dần dần được hình thành. Bạn có thể thắc mắc rằng, ở một nơi lạnh đến như vậy, tại sao nước dưới lớp băng lại không bị đóng băng? Câu trả lời rất đơn giản, đó là do áp suất vật lý. Lớp băng dày hơn 3,2 km phía trên tạo ra một áp lực khổng lồ và chính áp lực này đã làm giảm điểm đóng băng của nước. Vì thế, dù nhiệt độ thấp hơn 0 độ C, nước trong các hồ này vẫn có thể tồn tại ở trạng thái lỏng. Trong số đó, nổi tiếng nhất chính là hồ Vostok.
Hồ này được phát hiện vào những năm 1990, nằm sâu khoảng 3,7 đến 4,1 km dưới lớp băng. Các nhà khoa học từng cố gắng khoan xuống để lấy mẫu, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thu được mẫu nước hoàn toàn tinh khiết. Tuy nhiên, qua các phép đo gián tiếp, họ phát hiện rằng nước trong hồ có nhiệt độ khoảng âm 3 độ C và hồ này đã bị phong kín trong băng suốt hơn 20 triệu năm. Hãy thử tưởng tượng, một hồ nước đã bị cô lập trong bóng tối suốt 20 triệu năm. Bên trong sẽ có gì? Một điều còn gây kinh ngạc hơn, hồ Willens. Năm 2014, các nhà khoa học đã có một phát hiện đột phá tại đây. Ở độ sâu khoảng 800 mét dưới lớp băng, họ phát hiện một quần xã vi sinh vật vô cùng phong phú. Những vi sinh vật này chưa từng thấy ánh mặt trời, cũng không hề tiếp xúc với không khí. Chúng lấy năng lượng từ các phản ứng hóa học của khí metan và amoniac để tồn tại. Phát hiện này đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm nơi cực lạnh là không có sự sống. Nó cũng khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu dưới lớp băng trên sao hỏa hay các thế giới khác có tồn tại dạng sự sống tương tự hay không. Nếu các hồ dưới băng là kỳ tích ẩn giấu, thì thác máu ở thung lũng McMurdo lại là điều kỳ lạ phơi bày ngay trước mắt. Một dòng nước đỏ tươi đổ xuống từ sông băng Taylor tựa như máu chảy ra từ băng, dòng thác cao chừng 5 tầng nhà, và cuối cùng đổ vào hồ Bonney. Nhìn từ xa, trông chẳng khác nào băng hà đang bị thương. Nhưng đừng sợ, đây không phải hiện tượng siêu nhiên, mà hoàn toàn là tác động của hóa học. Nguồn nước cấp cho thác máu là một hồ nước mặn cổ bị phong kín. Từ rất lâu trước đây, nơi này từng là một hồ nước bình thường. Về sau, băng hà phủ lên, cách ly hoàn toàn nó với khí quyển. Hiện nay, hồ nằm ở độ sâu khoảng 400 mét dưới mặt đất. Do bị cô lập quá lâu, nước hồ trở nên siêu mặn. Độ mặn gấp khoảng 3 lần nước biển thông thường, nên dù nhiệt độ rất thấp cũng không bị đóng băng. Quan trọng hơn, nước hồ giàu sắt và hoàn toàn không có oxy. Khi nước rỉ dọc theo các khe nứt trong băng, tiếp xúc với không khí và ánh sáng, sắt bên trong sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa, nói đơn giản là bị rỉ, khiến dòng nước vốn trong suốt hóa thành màu đỏ thẫm kỳ dị. Ngày nay, thác máu đã trở thành một địa điểm nổi tiếng ở Nam Cực. Nhưng giá trị khoa học của nó còn quan trọng hơn nhiều. Nó giống như một viên nang thời gian, ghi lại toàn bộ quá trình biến đổi môi trường của Nam Cực từ ấm áp đến băng giá. Nhiều người cho rằng Nam Cực là vùng đất cấm của sự sống, nhưng thực tế nơi đây lại ẩn chứa những sinh vật có sức chịu đựng phi thường. Chúng thích nghi được với cái lạnh dưới 0 độ C, chịu được bức xạ mạnh và thậm chí có thể sống trong môi trường hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời. Nổi tiếng nhất trong số đó là cá băng Nam Cực. Da và cơ của chúng gần như trong suốt, đến mức bạn có thể nhìn thấy trái tim đang đập và các cơ quan nội tạng đang hoạt động. Để sống sót trong làn nước âm 2 độ C, chúng đã tiến hóa ra loại protein chống đông đặc biệt. Những protein này bám vào các tinh thể băng, ngăn không cho nước trong cơ thể bị đóng băng. Điều kỳ diệu hơn nữa là chúng không hề có huyết sắc tố, chất khiến máu của chúng ta có màu đỏ. Nói cách khác, máu của chúng hoàn toàn trong suốt, chúng hấp thụ oxy trực tiếp qua da để tồn tại. Cách sinh tồn ngược đời này đến nay vẫn là chủ đề nghiên cứu nóng của giới sinh học. Ngoài cá băng, Nam Cực còn có những con nhện biển to bằng chiếc đĩa ăn, những con nhện biển khổng lồ, những loài giun nhiều tơ phủ lông vàng nâu, và thậm chí còn có mực khổng lồ Nam Cực dài tới 10 mét. Tất cả những sinh vật này đều biến môi trường cực hạn thành lợi thế sống còn của mình. Còn những vi sinh vật sống trong các hồ dưới băng thì chỉ cần phân giải metan là đã có thể tồn tại, hoàn toàn không cần đến ánh sáng. Ngày nay, Nam Cực là vùng đất băng tuyết lạnh giá, nhưng nếu quay ngược thời gian về 50 triệu năm trước, nơi đây từng mang một diện mạo hoàn toàn khác. Khí hậu ấm áp, ẩm ướt, thậm chí từng có cả rừng mưa nhiệt đới. Làm sao các nhà khoa học biết được điều đó? Bằng chứng nằm ở các hóa thạch. Họ đã tìm thấy gỗ hóa thạch trên lục địa Nam Cực, tàn tích của các loài cây nhiệt đới và cả dấu ấn của lá cây. Tất cả đều là bằng chứng trực tiếp cho thấy rừng mưa từng tồn tại nơi đây. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện hóa thạch khủng long từ kỷ phấn trắng, các hóa thạch sinh vật biển và thậm chí cả cánh bọ cánh cứng có niên đại từ 14 triệu đến 20 triệu năm trước. Điều khiến giới khoa học sửng sốt nhất là họ còn tìm thấy những tế bào tinh trùng được cho là có niên đại khoảng 50 triệu năm, được bảo tồn trong vỏ trứng của một loài giun đã tuyệt chủng, và chính khí hậu lạnh giá khô cằn của Nam Cực đã giúp chúng tồn tại lâu đến vậy. Tất cả những hóa thạch này chứng minh rằng Nam Cực không phải lúc nào cũng bị băng phủ. Nó từng là thiên đường của sự sống. Một số giả thuyết táo bạo thậm chí còn cho rằng Nam Cực có thể từng tồn tại nền văn minh cổ. Tuy nhiên, giả thuyết này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng khảo cổ nào cho thấy từng có nền văn minh ở Nam Cực. Suy cho cùng, thời điểm Nam Cực bị băng hóa đã sớm hơn rất nhiều so với khi loài người xuất hiện, và môi trường cực kỳ khắc nghiệt ở đây cũng không thể nuôi dưỡng con người cổ đại. Vì thế, giả thuyết ấy chỉ nên được xem như một ý tưởng tưởng tượng mà thôi. Bên dưới lớp băng Nam Cực,
còn ẩn giấu một dãy núi vô hình mang tên dãy núi Gambersap. Dãy núi này kéo dài khoảng 1.200 km, đỉnh cao nhất gần 3.000 mét, xấp xỉ 1/3 chiều cao của Everest. Toàn bộ dãy đang bị chôn vùi dưới lớp băng dày khoảng 2.000 đến 4.000 mét, chưa ai từng thấy diện mạo thật sự của nó. Nó được phát hiện tình cờ vào năm 1958, khi các nhà khoa học băng qua lục địa Nam Cực và nhận thấy có khu vực băng mỏng bất thường cùng với những số đo trọng lực kỳ lạ. Sau đó, nhờ các phép đo radar, trọng lực và từ học, họ mới phác họa được đường nét của dãy núi này. Điều kỳ lạ hơn nằm ở tuổi đời của nó. Dãy Gambersap được hình thành cách đây khoảng 650 triệu năm. Theo lẽ thường, một dãy núi cổ xưa như vậy đáng lẽ đã bị phong hóa và bào mòn thành đồng bằng. Thế nhưng nó vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn dưới lớp băng. Hiện nay, các nhà khoa học cho rằng Manti là lớp vật chất nóng chảy nằm sâu bên trong trái đất, giữa vỏ và lõi. Thế nhưng ở Nam Cực, lớp Manti này do nhiệt độ quá thấp nên ở trong trạng thái gần như đóng băng. Và chính điều đó đã giúp bảo vệ dãy núi cổ bị chôn vùi suốt hàng trăm triệu năm. Dù sao thì đây mới chỉ là một giả thuyết. Muốn giải mã hoàn toàn bí ẩn bảo tồn này còn phải chờ những cuộc thám hiểm sâu hơn trong tương lai. Nam Cực còn có một kỹ năng ẩn khác, đó là biết hát. Nhân vật chính là thềm băng Ross, thềm băng lớn nhất Nam Cực. Độ dày của nó có nơi vượt quá 1.000 mét với diện tích xấp xỉ 480.000 km vuông. Các nhà khoa học phát hiện giọng hát này một cách tình cờ. Họ lắp đặt cảm biến địa chấn để theo dõi chuyển động của thềm băng, nhưng lại ghi nhận được những rung động tần số thấp kéo dài liên tục. Đó chính là bài ca của thềm băng. Cơ chế khá đơn giản. Gió thổi qua các gò tuyết trên bề mặt thềm băng, khiến lớp tuyết rung lên, rồi truyền dao động vào trong khối băng, tạo nên một tiếng ù địa chấn hầu như không ngừng nghỉ. Tai người không nghe được âm thanh này, nhưng khi chuyển đổi bằng thiết bị, ta sẽ nghe thấy một âm điệu trầm, ngân dài, như thể thềm băng đang khe khẽ ngâm nga. Điều hữu ích là bài ca ấy còn có thể dùng như tín hiệu cảnh báo sớm, khi thềm băng tan chảy, khi bão tuyết kéo đến, thậm chí khi các vết nứt bên trong băng thay đổi, thì tần số bài ca cũng đổi theo. Ngày nay, các nhà khoa học đã bắt đầu theo dõi bài ca thềm băng theo thời gian thực, dựa vào đó để đánh giá độ ổn định của thềm băng và cảnh báo sớm nguy cơ sụp vỡ. Bởi vì sự sụp vỡ của thềm băng sẽ tác động đến mực nước biển và liên quan trực tiếp đến khí hậu toàn cầu. Vậy bạn còn biết bí mật nào khác về Nam Cực không? Hãy kể ở phần bình luận nhé! Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Gnostic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.